Anh em nhìn đây nhá, đây là cái củ nhông sau. Thì củ nhông sau ở đây có vòng bi nó bị vỡ này, anh em nhìn nha. Đây long viên bi này này. Thì tất cả anh em thợ mới của Hiếu ấy, đang học nghề ấy, thì chưa biết cách đóng ra như nào thì video này Hiếu dạy các anh em đóng ra nha. Đây, bi của anh vỡ ra. Cái xe này của anh bị đứt xích. Anh em nhìn đây. Long hết cả mắt xích rồi. Đấy. Của anh bị đứt xích cho nên là mới phá viên bi của anh. Nói chung vành của anh cũng bị vỡ nhiều đấy. À đây chỗ này cơ, vỡ miếng đây cơ. Đây. Vỡ mất mảng đây. Nói chung là anh đi thì cũng tốc độ chậm thôi cho nên cũng không sao. Bây giờ anh em chúng ta muốn đóng cái cốt bi ở trong này ra thì chúng ta phải lát bi này vào anh em nha mới đóng được. Anh em chúng ta cho một tí mỡ đây này. Cho mỡ bò đây. Cái này nó có nhiều kiểu làm lắm, có thể chúng ta dùng bằng mỏ hàn, hàn điện. Nếu như chúng ta là sử dụng cách này không ra, chúng ta có thể sử dụng bằng hàn điện anh em ạ. Đây chúng ta lắp bi vào này. Cái này là cách đóng đơn giản nhất mà anh em chúng ta không cần phải kỳ công. Anh em nhìn cái vòng bi nó rơi bao nhiêu viên bi ra thì chúng ta lát vào đủ từng viên. Rồi anh em chúng ta sẽ cho cái cốt vòng bi này vào này. Anh em chúng ta cho ở đây này. Đấy. Anh em chúng ta sẽ lấy cái tô vít. Anh em chúng ta san đều nó ra. Chúng ta chia ô ra. Anh em chúng ta chia ô nó khoảng cách đều, anh em chúng ta chỉ cần hạ xuống chúng ta đóng một phát là ra thôi. Điều sẽ để lên đây. Anh em nhìn nhá. Cái khoảng cách viên bi chúng ta phải chia đều nhá thì nó mới ra được. Còn anh em chúng ta mà không chia đều nó không ra được đâu. Không ra. Phát này vẫn không ra được, vẫn bị trượt. Các anh em nhìn đây nha. Cái cách lát bi vào bên trong để chúng ta đóng cái cốt ra ấy, thì nó có mấy cái trường hợp. Nếu như anh em chúng ta mà không đóng được vì cái khong bi ở trong này nó bị mòn quá, anh em nhìn này, nó bóng lờ luôn, thì anh em chúng ta phải sử dụng đến cách hàn nhá. Đây này, Hiếu lau đi cho anh em nhìn này. Các anh em học viên của Hiếu nhìn nhá. Đấy. Cứ mức độ anh đi này nó còn bị rỗ. Cho nên là chúng ta không thể nào đóng được cái cốt ra khi chúng ta lát bi vào. Chúng ta lát bi trong này chúng ta không đóng được thì chúng ta phải sử dụng cách hàn anh em nhá. Thì anh em chúng ta sẽ sử dụng cách 2, chúng ta hàn thôi. Hàn ở đây thì nó có mấy kiểu hàn. Hàn anh em chúng ta có thể đút con ốc từ bên này sang bên kia chúng ta hàn lại. Hoặc anh em chúng ta có thể lát bi vào để chúng ta hàn. Đó tùy các anh em nhá. Hiếu đây sẽ sử dụng bằng cách lát bi để chúng ta hàn lại nhá.
anh em chúng ta đút cái củ nhông này vào để chúng ta hãm ở giữa này. Chúng ta định vị. Ok rồi anh em nha. Thì mình đã hàn xong xuôi thì bây giờ mình đóng ra nha. Đây anh em nhìn này. Chết rồi, không ra được rồi. Không ra được rồi anh em ạ. Anh em nhìn này. Anh em chúng ta hàn thì nó chỉ đóng phát một là ra thôi. Đây là cái vòng bi của anh cứng đầu đây. Cái này nó do cái áo này của mình là chạy mòn quá. Thường thường là anh em chúng ta chỉ cần lót bi là vào. Vào cốt là chúng ta đóng một phát ra thôi, nhưng cái này của anh nó lâu quá. Có khi anh đi vỡ khoảng tầm một tháng rồi nhưng mà nó chưa long bi ra thì anh kiểu anh vẫn cứ đi ấy. Đến hiện tại nó long bi ra rồi mà anh vẫn còn không biết ấy. Hiếu lâng ra Hiếu làm mới biết.